Chào các bạn, có bạn nhắn tin, bạn ấy hỏi là người bình thường có học được cách sử dụng thước tầm long không? Thời gian bao lâu có thể biết sử dụng? Thì tôi mới bảo là 1 ngày đến 1 năm tùy người. Hỏi những cái câu đấy là cái gì? Người bình thường tập thì tất nhiên là tập được hay không do bản thân mình, chứ không phải do tập được hay không. Bao lâu ấy, có rất nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên tôi nói bản thân bạn. Bạn có chịu khó hay không? Đúng không? Ví dụ là tôi tập mỗi ngày tôi bỏ ra 1 tiếng tôi tập. Bạn có dám bỏ ra 1 tiếng không? Hay là bạn chỉ tập 5 phút rồi bạn đã chán? Đúng không? Mình có đủ kiên trì hay không? Mình có đủ kiên nhẫn hay không? Mình có đủ quyết tâm hay không? Đấy là do bản thân mình, mỗi người một kiểu, đúng không? Tôi tập 1 tiếng khác, mỗi ngày tôi tập 1 tiếng khác với bạn. Mỗi ngày tập 5 phút, đúng không? Mình muốn tiến nhanh, mình phải chịu khó. Hỏi câu hỏi như vậy thì câu trả lời do bản thân mình thôi, chứ làm sao đi hỏi người khác được. Bạn quyết tâm tập luyện hay không? Thứ hai là nó có những cái điều kiện về ăn uống, đúng không? Bạn có chấp nhận được thế không? Bạn có bỏ thịt, bỏ rượu bia chẳng hạn để bạn tập luyện được hay không? Mình có quyết tâm hay không, đúng không? Đấy là năng lực bản thân đã. Thứ hai là đến cái những phương pháp bên ngoài, bạn có theo đúng phương pháp hay không, đúng không? Hoặc là những clip tôi hướng dẫn rất nhiều trên mạng, bạn có chịu tìm kiếm hay không? Hay là lười bảo thầy tìm cho em, tôi không có thời gian tôi tìm, đúng không? Hoặc là bạn không có thời gian tìm thì bạn có chịu bỏ ra cái khóa học hay không, đúng không? Công cụ cũng thế. Có người hỏi tầm long, khi tôi báo 5,6 triệu bảo đắt quá em không mua được, thì chịu. Bây giờ là bao giờ tôi tìm kiếm cái công cụ tốt nhất, thì nó tập luyện nhanh nhất. Bây giờ bạn tiết kiệm, bạn lên mạng bạn mua ngoài trên mạng có mấy trăm thôi, nó công cụ nó không chuẩn thì bạn tập lâu hơn. Tôi chưa nói đến những yếu tố khác. Công cụ không chuẩn tập cũng lâu, phương pháp không chuẩn tập cũng lâu, đúng không? Có rất nhiều thứ tác động. Mình không chịu khó tập cũng lâu, rất nhiều yếu tố. Thậm chí là bây giờ các bạn còn có lợi thế là tôi tập luyện nhiều năm, tôi có kinh nghiệm, tôi chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Còn trên mạng nhiều người ta chỉ đọc kinh nghiệm lý thuyết, người ta chia sẻ cho bạn, bạn nghe không cẩn thận, bạn nghe sai phương pháp thì bạn còn đi còn xa nữa. Thứ nữa lại còn yếu tố tâm linh cơ. Ngay thời kỳ tôi học là khó người dạy, thực sự cái thời kỳ đấy cũng có người dạy nhưng người ta toàn lý thuyết suông, nói đúng từ là lý thuyết suông, không ai có kinh nghiệm thực chiến cả. Người ta dạy lý thuyết, mình nhìn mình thấy lý thuyết không chuẩn, mình cứ phải mày mò mình tập luyện, và sau 1 năm tập luyện mà vẫn chưa thấy kết quả ưng ý thì lúc đấy tôi đứng trước bàn thờ mẹ tôi khấn là nhờ mẹ giúp, thì tự nhiên lúc đấy là đo được. Các bạn hình dung không? Nó lại còn thêm cả yếu tố tâm linh, nhiều yếu tố lắm. Còn bây giờ các bạn có tôi hướng dẫn thì các bạn đi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng quan trọng là thứ nhất là tôi nói rồi, mình có cố gắng hay không, đúng không? Mình có cố gắng quyết tâm tập luyện hay không? Mình có đầu tư công cụ chuẩn hay không? Đấy, ngay cả cái cốc sừng tôi khuyên các bạn mua đôi cốc sừng. Có người tiết kiệm và mua 1, ngày xưa tôi bán 1, các bạn bảo mua 1 nhưng mà mua 1 không tập được, các bạn không tiết kiệm được. Hoặc có người bảo em mua trên cốc sừng trên mạng rẻ lắm, có 50. Đúng là cốc sừng trên mạng rất rẻ, nhưng tôi nói rồi, cái cốc sừng các bạn mua phải cốc sừng không chuẩn, nó bị âm hết, cả 2 cái đều âm, bạn úp hay ngửa nó đều âm, nó không tập được. Mình không thể tiết kiệm được các bạn ạ. Các bạn muốn đi nhanh mà các bạn lại muốn tiết kiệm nhất thì nó rất là khó, đúng không? Bạn đi đường thế thôi, bạn muốn đi nhanh thì bạn phải tìm cái công cụ đắt tiền, nó dí ga phát đến nơi. Hôm trước tôi nói cái câu chuyện là tự nhiên đi về Sơn Tây, ngày xưa đi học, trẻ con đi học nửa tiếng đồng hồ, từ nhà đi bộ đến trường nửa tiếng đồng hồ, mà bây giờ về thăm lại chỗ cũ dí ga chưa đầy 2 phút. Đấy là công cụ, đúng không? Cái công cụ tốt nó tiền rất là nhanh. Còn đi bằng cái xe căng hải 2 cẳng thì nó mất nửa tiếng đồng hồ. Thì bây giờ bạn đi theo phương pháp rẻ tiền nhất, bạn mua đồ rẻ tiền nhất để bạn tập luyện thì tất nhiên là bạn phải lâu công hơn, đúng không? Thậm chí là như tôi nói rồi, bạn còn tìm những cái phương pháp nó không chuẩn nữa, bạn còn tập còn khướt, không bao giờ tập đến đích, không đến đích luôn, chứ không phải là tập được hay không. Đấy, một câu hỏi tôi trả lời gần 5 phút. Rất nhiều nội dung nên không thể hỏi chung là thầy ơi học bao lâu. Giống học phong thủy truyền nghề cũng thế bạn.